Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng một cái phim bằng cái chương trình bình dân. Cái chương trình là đó là chương trình Roadshow. Thì thay vì các bạn cũng đã biết là chúng ta sẽ có nhiều cái phần mềm nổi tiếng, ví dụ như là After Effects hoặc là Premiere của Adobe dành để dựng cái phim chuyên nghiệp, và cái cấu hình máy nó cũng phải mạnh hơn một tí. Thì đối với những bạn thích làm những cái clip chơi bình dân thôi thì chúng ta có thể dùng Brosugon, là một chương trình Broshow ha. Thì nó có nhiều phiên bản, ví dụ như là Brosugon rồi Broshow Brusher chẳng hạn. Thì đây là một chương trình bình dân thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, nhưng mà cái yêu cầu cơ bản nhất là các bạn phải biết dùng Photoshop ha, để chúng ta ứng dụng và chúng ta dựng những cái lớp cho cái phim của chúng ta. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Brosho để làm một cái đoạn clip nhỏ nhỏ, thì cũng như là một cái bài văn mẫu đi. Thì nó sẽ có những cái mở bài, thân bài và kết bài. Thì khi chúng ta dựng clip cũng vậy ha, nó sẽ có cái đoạn mở đầu giới thiệu cho clip, cái đoạn thân của clip đó chính là cái nội dung chính, và cái đoạn kết thúc là cái đoạn creative để giới thiệu những cái tên người tham gia của bộ phim chẳng hạn. Dù cho là một clip nhỏ thì chúng ta cũng phải có những cái credit giới thiệu về thành phần của nhóm của chúng ta chẳng hạn ha. Thì khi mở chương trình brochure lên thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái folder list, là để chúng ta chỉ vào cái folder chứa hình ảnh và phim của chúng ta. Thì một cái phim sẽ có 3 phần chính, đó chính là hình ảnh, rồi video clip và phần MP3, phần âm thanh, nhạc nền chẳng hạn ha. Rồi cũng rất là đơn giản thôi. Hình thì các bạn có thể kéo vào đây. Clip chúng ta cũng có thể kéo vào đây. Nó có những cái khung, những cái frame để chúng ta kéo những slide của chúng ta vào. Thì các bạn có thể dùng file AVI hoặc là file MP4 chẳng hạn để chúng ta kéo vào clip của chúng ta. Đó, các bạn cứ nắm, các bạn kéo vào thôi. Và chúng ta đợi khoảng vài giây để cái chương trình chúng ta sẽ import cái đoạn video này vào. Rồi. Nói về cái phần mở đầu của clip thì chúng ta sẽ có cái phần intro, ví dụ như mình sẽ làm ví dụ sau đây. Mình sẽ làm một cái intro giới thiệu về cái món ăn này chẳng hạn ha. Thì chúng ta sẽ dùng Photoshop để chúng ta tách một cái lớp chữ ra. Do đó là các bạn phải biết một chút về cơ bản về Photoshop chẳng hạn. Ở đây là phần chữ, mình đã tách cái nền ra, gọi là chữ Cameron, nền trong suốt này nè, để chúng ta chèn lên cái phần giới thiệu của chúng ta. Các bạn sẽ double click vào cái frame, cái hình này ha. Thì khi double click vào, chúng ta sẽ thấy được cái phần slide option. Nó sẽ có là phần caption để chúng ta chèn những cái đoạn văn bản quảng cáo về clip mình chẳng hạn. Nhưng mà mình ít khi nào mình dùng cái caption này lắm thì chúng ta bỏ đi. Phần layer cho phép chúng ta chèn nhiều layer. Ví dụ như mình có thể chèn thêm một cái video ở kênh. Các bạn có thể chèn một cái video ở kênh ha, hoặc là chèn một cái ảnh ở kênh. Ở đây mình sẽ chèn một cái chữ mà mình vừa tách nền đó, mình để lên. Thì cái đoạn video clip này nó sẽ có hai cái layer, là một cái background nằm phía dưới và một cái layer chữ nằm ở trên. Để tạo hiệu ứng full HD thì các bạn nên kéo những cái nền chúng ta ra full cái màn hình luôn ha. Ở đây là nguyên cái màn hình demo chúng ta. Rồi, để tăng hiệu ứng cho cái slide này của chúng ta thì các bạn sẽ qua phần effect nè.
Effect là cái phần làm hiệu ứng. Ví dụ như mình chọn cái lớp chữ ở trên, các bạn muốn chữ nó phải to dần ra, thì ở cái slide 1 là bình thường nè, ở cái effect 2 thì chúng ta sẽ kéo to ra một tí nè, chữ nó sẽ to lên. Ở phần effect 1 các bạn sẽ cho chữ nó mờ một chút, bạn thấy ha. Rồi mình sẽ ok nè. Ở đây là cái phần thời gian 3 giây, nếu các bạn muốn xuất hiện lâu lâu các bạn có thể cho 10 giây chẳng hạn. Thì khi các bạn chạy các bạn để ý nè, cái phần chữ của chúng ta nó đang mờ đúng không, thì khi các bạn kéo chữ nó sẽ to và nó sẽ rõ lên, các bạn thấy không ha, chữ nó to và nó rõ lên nè. Đó, bạn thấy không, mình vừa mới chỉnh ở đây. Đây là cái phần đầu tiên thì chữ nó sẽ mờ và sau khi kéo ra chữ nó sẽ rõ lên. Và tương tự như cái lớp dưới các bạn cũng có thể hiệu chỉnh, ví dụ như nó sẽ zoom vào cái phần này hơn chẳng hạn đó. Thì các bạn ở đây các bạn chạy các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ zoom lên. Một hiệu ứng intro rất là đơn giản mà rất là đẹp đúng không. Thì ở đây mình chỉ dùng những hiệu ứng đơn giản thôi, mình không có dùng những cái cầu kỳ. Đó, ví dụ như thêm một tấm hình ở đây nữa đi. Đây mình cho này khoảng 6 giây tùy các bạn hiệu chỉnh. Đó, 6 giây. Đây là cái phần hình đầu tiên nè, phần effect 1 nè. Phần effect 2, các bạn sẽ kéo to ra một tí rồi các bạn lùi xuống đây. Rồi chúng ta có thể chỉnh sơ sơ chẳng hạn mờ đi chẳng hạn đó. Khi các bạn chạy mình sẽ thấy đây nè. Đó. Đúng không? Cái phần này đi. Ví dụ thì một cái mình thấy phóng to trước. Cái này mình thu nhỏ lại chẳng hạn ha. Đó. À. Để các bạn có thể nắm được một cái hiệu ứng đơn giản đúng không? Thì ngoài ra ở đây cái brochure còn cho mình add được những cái style của slide vào. Ví dụ như có thể đây mình lít thử nè, các bạn có thể quan sát thấy à, rất là nhiều luôn đó. Các bạn có thể chọn những cái style phù hợp để chúng ta chèn vào. Nó rất là đơn giản, các bạn có thể tự làm và nghiên cứu thử. Còn nếu bạn nào làm không ra thì các bạn có thể comment ở dưới video clip để mình có thể trả lời các bạn. Đây là một hiệu ứng dành cho ảnh cưới nè, đúng không? Những cái slide cưới hay có những cái trái tim hay gì đó, các bạn có thể ứng dụng cho slide cưới cũng được ha. Đôi khi bạn bè mình nó nhờ mình làm những cái video clip đám cưới cho tụi nó chẳng hạn, thì các bạn có thể ứng dụng vào các bạn làm. Rồi ha, đơn giản. Rồi các bạn thấy ở giữa đây á, ở giữa những cái slide nó sẽ có những cái khung, những cái khung này sẽ gọi là cái những cái khung effect, những cái hiệu ứng chuyển cảnh ha. Ví dụ như khi mình chuyển từ cái quả này sang cái hoa này, các bạn double click vào cái khung này ha, thì các bạn thấy nó lại thêm những cái category để chúng ta chọn rất là nhiều hiệu ứng luôn. Bạn quan sát trên đây nè. Đúng không? Rất là nhiều hiệu ứng. Đó, ví dụ như chuyển cái này đi này. Rồi có những cái motion 3D nữa. Đó, mình sẽ apply vào nè. Bạn có thể cho thời gian cũng là 3 giây hoặc là 4 giây, 5 giây rồi nó tùy các bạn có thể chạy thử nè. Mình like thử nè. Đó, rất là đẹp luôn đúng không? Quá đơn giản ha. Rồi, các bạn có thể chèn nhạc nền. Các bạn thấy cái phần sao cắt dưới đây đúng không? Các bạn có thể double click vào nè. Và mình có thể add thêm cái file nhạc của chúng ta vào. Và chúng ta có thể nghe nhạc và được cái hiệu ứng nữa. Rất là đơn giản. Rồi, vài bước đơn giản như thế này là các bạn có thể dựng được một đoạn clip rồi. À, ngoài ra thì chúng ta có thể tạo phần Reddit.
Đó, do đó là chúng ta phải biết một chút về Photoshop để chúng ta ứng dụng vào cái phần làm phim của chúng ta. Quá đẹp ha. Ở đây mình có thể chọn một vài hiệu ứng khác chẳng hạn. Đó. Apply vào chúng ta chạy thử mình sẽ thấy nè. À. Như vậy là cũng quá hay, và khi mà đôi khi mà chúng ta làm vậy là cũng rất là chuyên nghiệp rồi đúng không? Thì ở đây nó sẽ thêm một cái kết phim ha. Kết phim mình sẽ giới thiệu một chút về cái thành phần hỗ trợ cho clip của mình chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ ở đây là mình có một cái ví dụ nhỏ thôi. Chúng ta có hai cái lớp, một lớp là lớp hình và một lớp là lớp chữ, thì chúng ta sẽ lưu thành hai file. Chúng ta sẽ tắt lớp chữ đi. Chúng ta sẽ lưu thành file hình nè. Hình. Rồi chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ mở file chữ lên. Thì chúng ta, các bạn lưu ý là chúng ta tắt một cái nền và chúng ta sẽ lưu thành file BNG, BNG. Ha. Test. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần kết phim. Và chúng ta sẽ kéo file hình này xuống dưới đây. Ở đây là cái khung để chúng ta kéo những slide xuống. Chúng ta cho khoảng 6 giây. Và chúng ta double click vào, chúng ta sẽ chèn thêm một cái lớp ở phía trên nữa. Là cái lớp test nè. Và chúng ta sẽ qua phần effect và chúng ta sẽ kéo xuống ha. Ở cái effect 1 này nè, chúng ta sẽ kéo xuống. Các bạn có thể giữ shift để cho cái nó thẳng hàng ha. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ kéo lên. Đối với các bạn nó sẽ ra hiệu ứng như thế nào ha, bây giờ mình sẽ ok thử nè. Khi các bạn chạy, bạn thấy không? Hiệu ứng của chúng ta là đó, giống như là những cái phần credit mà khi chúng ta xem phim truyền hình á, thì nó sẽ có những cái phần giới thiệu cuối cùng và hiện lên như thế này. Ha. Các bạn thấy rõ ràng đơn giản, rất là quá dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần kéo hình, kéo phim xuống thôi. Và chúng ta cho những cái effect vào và sau đó chúng ta sẽ chèn nhạc vào, là chúng ta có thể dựng được một bộ phim nhỏ cho chúng ta. Và sau đó chúng ta chỉ cần việc public nó ra. À, chúng ta sẽ chọn public video for web computer, thì chúng ta sẽ chọn cái file mà chúng ta muốn xuất ra. Ví dụ như ở đây mình chọn là MP4 1080 HD ha. Hoặc là các bạn có thể public thẳng ở trên YouTube luôn cũng được. À, ở đây mình sẽ thường hay là chọn là video for web hoặc device computer, thì sau đó mình up lên YouTube sau. Tại vì khi mình public trực tiếp YouTube thì nó rất là chậm ha. Rồi, đơn giản vậy thôi, thì chúc các bạn cũng làm thành công cái bài tập này. À, dùng Brosho để chúng ta dựng phim. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn nhớ sub đăng ký cái kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều.